cũng như bao đồng bào vùng Tây Bắc khác trong đời sống văn hóa tín ngưỡng. Các nghi lễ đóng một vai trò hết sức quan trọng. Cúng sen bàn của đồng bào La Hà ở tỉnh Sơn La là một phong tục sinh hoạt văn hóa độc đáo được nhân dân giữ gìn và phát huy từ nhiều đời nay. Người La Hà cư trú lâu đời ở khu vực Tây Bắc nước ta. Giống như nhiều tộc người khác, người La Hà cũng theo tín ngưỡng vạn vật hữu linh. Theo phong tục tập quán của đồng bào La Hà, mỗi năm các bản lại tổ chức lễ cúng sen bàn một lần. Phần lễ được bà con trong bản thống nhất lựa chọn tổ chức tại một khu đất linh thiêng. Khi mọi thứ đã được chuẩn bị chú đáo, thầy mo là chủ lễ sẽ cùng mọi người lựa chọn những vật phẩm đang sống để dâng lên, gồm 2 con lợn, 10 con gà, 1 con vịt. Bởi người La Hà quan niệm, dâng lên những con vật gần gũi, gắn bó mật thiết với cuộc sống thường ngày sẽ thể hiện được lòng thành kính với đất trời và các vị thần linh. Nét độc đáo trong lễ sen bàn của đồng bào La Hà là những đạo cụ sử dụng trong phần lễ được bà con chuẩn bị rất công phu, tỉ mỉ, với không gian là một chiếc sàn được dựng lên bằng tre. Trên thân cây sẽ được trang trí nhiều vật dụng tượng trưng do người dân tự làm bằng gỗ hoặc bằng tre, thể hiện ước muốn về mùa màng bội thu. Là một trong những dân tộc ít người trong tổng số 6 dân tộc anh em tại huyện Thuần Châu, đồng bào dân tộc La Hà luôn được nhà nước quan tâm hỗ trợ, đặc biệt là việc khơi dậy, bảo tồn và phát huy các phong tục tập quán tốt đẹp từ cha ông để lại. Những năm gần đây, lễ cúng sen bàn đã được Trung tâm Truyền thống Văn hóa huyện khảo tả và phục dựng tại 5 bản thuộc các xã có dân tộc La Hà sinh sống. Qua thực hành các nghi lễ đã góp phần nâng cao nhận thức về lòng tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết, trao truyền tri thức nghi lễ đang bị dần mai một cho thế hệ kế tiếp, duy trì và phát huy. Trải qua thời gian, sen bàn vẫn được bà con gìn giữ qua nhiều thế hệ. Nếu như trước kia, lễ hội được tổ chức từ 2 đến 3 ngày với nhiều thủ tục rườm rà, giết mổ nhiều gia súc, thì nay đã được các bản rút gọn theo hướng văn minh tiết kiệm nhưng vẫn giữ được những nét đẹp truyền thống. Điều này thể hiện sự thay đổi tích cực trong nhận thức của nhân dân đối với việc tổ chức lễ hội, các phong tục tập quán. Qua đó, góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị tốt đẹp trong kho tàng văn hóa cộng đồng các dân tộc Tây Bắc. Theo kết quả bốc thăm lịch thi đấu vòng loại giải U19 quốc gia 2024, U19 Chu Lập Ngàn nằm ở bảng C và sẽ đối đầu với chủ nhà Huế, Đà Nẵng, Sông Trà Quảng Nam và Quảng Ngãi. Đây đều là những đội bóng có lứa cầu thủ đã được cọ sát ở nhiều đấu trường. U19 Chu Lập Ngàn tham dự giải U19 quốc gia năm 2024 với tư cách là đội áo quần của mùa giải 2023. Mùa giải trước, đội bóng xứ Nghệ đã để thua U19 Thanh Hóa trên chấm 11m tại trận chung kết. Về tình hình lực lượng, một số gương mặt trẻ ở mùa giải trước như Nguyễn Quang Vinh, Lê Nguyên Hoàng, Cao Văn Bình đã chuyển lên cho đội 1. Huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng dự kiến sẽ đồn các cầu thủ trẻ sinh năm 2006 lên để tham dự giải này. Trong khi đó, các đối thủ của U19 Chu Lập Ngàn ở mùa giải này sở hữu dàn cầu thủ đồng đều và đã chinh chiến ở các giải hàng nghìn quốc gia, U21 quốc gia. Thêm một khó khăn cho thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng, giải đấu năm nay chia theo khu vực địa lý nên chỉ lấy đội đứng đầu và có nhiều nhất 5 trên 7 đội thứ nhì lọt vào vòng chung kết để đủ 12 đội dự vòng chung kết. Theo kế hoạch, giai đoạn lượt đi của vòng loại sẽ diễn ra từ ngày 7 tháng 1 đến ngày 17 tháng 1 năm 2024. Lượt về diễn ra từ ngày 19 tháng 1 đến ngày 29 tháng 1 năm 2024. Vòng chung kết sẽ được tổ chức từ ngày 21 tháng 2 đến ngày 5 tháng 3 năm 2024.